Xin chào các bạn yêu cá bảy màu và cá cảnh. Chào mừng các bạn đến với kênh Lãng Tử 02 của mình. Trong video clip ngày hôm nay, mình chia sẻ đến các bạn một cái chủ đề là đó là cá bảy màu guppy leopard, là một con cá bảy màu mà các bạn rất nhiều người chưa từng biết, chưa từng nghe luôn. Và trong video clip ngày hôm nay, mình sẽ cố gắng chia sẻ đến các bạn các chủ đề như là nguồn gốc của con cá leopard, những cái đặc tính đặc điểm trên thân vây đuôi của cá bảy màu leopard và cách lai tạo hoặc là giữ dòng leopard. Mình cũng phải rất là khó khăn để mà mình tìm những cái tài liệu, những hình ảnh, những video clip để mà mình làm cái clip cho nó hoàn chỉnh, mình chia sẻ đến các bạn. Bây giờ mời các bạn xem clip. Cá bảy màu mà nó được gọi là leopard vì nó có một cái đặc điểm rất đặc trưng là cái đuôi nó có thường có màu vàng, và những cái chấm hoa văn ở trên đuôi nó là những cái chấm tròn to giống như là những cái chấm tròn của con báo đó các bạn. Nên người ta mới đặt cho con cá bảy màu đó là tên là leopard. Trước đây khoảng trên một chục năm thì những cái dòng leopard nó đa phần là màu vàng, nhưng những cái dòng người ta lai tạo về sau này nó có thể là do người ta lai tạo với ivory, do người ta lai tạo với mosaic, nên nó có khi là nó sẽ hơi màu trắng hoặc là hơi màu hồng, hơi màu cam, hơi màu đỏ. Nhưng mà đầu tiên mình nói về cái đặc trưng của nó là cái phần đuôi. Cái kiểu hình đuôi của con leopard nó sẽ có hai cái kiểu hình đuôi nha các bạn. Một là cái kiểu hình đuôi hình tam giác và cái kiểu hình đuôi hình harpoon. Về phần thân của con leopard, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có hai loại, nhưng mà gần như toàn bộ những dòng leopard là cái phần đầu nó có cái phần platinum hoặc là cái phần metal, hoặc là một phần khúc đuôi phía sau của nó sẽ có những cái da rắn, hoặc là về sau này trên thân của nó sẽ có những cái sọc dọc xuống như là những cái con tiger, những cái con cọp đó bạn. Thì trên thân của dòng leopard nó sẽ có hai cái tính, một là metal, hai là da rắn, hoặc là nó sẽ có sọc dọc xuống như là con tiger. Phần vây của con leopard đó, nó thường nó sẽ là vây nó màu trắng và nó có những cái chấm đen, nó hơi giống như chấm rác hay là giống chấm mosaic nha các bạn. Nãy giờ là mình mới nói sơ về những cái đặc điểm cá biệt của con leopard, và bây giờ đó, từ những cái cá biệt của đó thì mình sẽ phân tích cho các bạn thấy là tại sao nó lại sinh ra con leopard như vậy, và tại sao cái thân nó như vậy, và tại sao cái đuôi nó như vậy. Đầu tiên thì con leopard nó, cái đặc điểm nổi trội của nó là cái phần đuôi. Và từ cái phần đuôi đó thì mình sẽ phân tích cho các bạn thấy là những cái dòng leopard nè. Giống như trong cái hình này mình sẽ phân tích cho các bạn thấy, đây là một cái dòng galaxy nè. Đó, những cái hoa văn nó sẽ chạy dài. Và cái hình này là một cái con rác nè. Đó, thì cái nó là những cái chấm tròn. Và cái hoa văn này người ta gọi là old fashion nè, là những cái giống như kiểu là quần áo cũ vậy đó. Và một cái nữa là hoa văn nữa là mosaic các bạn. Thì khi mà người ta lai giữa con mosaic và với những cái dòng khác như là những cái dòng old fashion hay là những cái dòng da rắn, thì đầu tiên nó sẽ sinh ra những cái dòng trung gian hoặc là những cái hoa văn của mosaic đó. Mosaic nó là những cái khảm mà nó đi răng cưa. Nhưng khi mà nó lai với những cái dòng khác thì những cái răng cưa đó nó không còn dính với nhau nữa, những cái khảm đó nó không còn những cái đường viền răng cưa nữa, mà nó sẽ bị đứt ra. Như bạn thấy đây ở hình này nè, thì cái con leopard này cái hoa văn của nó không phải là tròn lắm mà nó đứt ra, và thậm chí có chỗ nó còn dính lại giống như cái hình của con mosaic các bạn. Đó, các bạn để kỹ nha. Và đồng thời ở đây các bạn sẽ thấy nữa là một cái con leopard này, nhưng mà cái đuôi nó lại màu hơi màu trắng, những cái chấm này nó lại hơi dài. Thì ở đây các bạn sẽ thấy, cảm nhận được là nó có một phần nào đó nó xuất phát từ cái dòng ivory các bạn.
từ đó cho chúng ta thấy là cái phần đuôi của con Cleopatra đó nó sẽ có xuất phát, nó phải từ Mosaic mà ra. Từ cái dòng Mosaic khi mà người ta lai tạo nó là những cái khảm răng cưa và những cái vòng khảm đó, khi mà người ta lai tạo nó vỡ cái vòng nó ra, nó sẽ đứt những cái khảm răng cưa đó ra và nó tạo thành những cái chấm tròn. Và những cái chấm tròn đó nó sẽ giống như cái kiểu cái chấm ở trên thân của con báo đó các bạn. Đó thì cái đuôi nó là tính cái đặc trưng của Cleopatra. Và từ cái đó chúng ta mới phân tích được là cái con Cleopatra nó xuất xứ từ những cái dòng Mosaic mà ra nha các bạn. Do đó trên thân của con Cleopatra các bạn sẽ thường thấy nó là, một là Platinum, hai là nó sẽ có da rắn, ba nữa là nó có những cái vệt sọc xuống giống như là sọc dọc của Tiger. Và đa phần cái phần đầu của nó luôn luôn là nó có metal hoặc là nó sẽ có platinum. Một phần nữa chúng ta thấy ở Cleopatra là nó có một cái dòng là đuôi half moon, là đuôi một nửa vòng tròn, và một cái dòng là đuôi dạng như đuôi tam giác. Thì từ đó chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có sự kết hợp lai giữa cái dòng da rắn hoặc là galaxy với lại cái dòng Mosaic các bạn. Khi mà Cleopatra nó lai vào thì nó sẽ chẻ ra hai nhánh, một cái nhánh nó sẽ là đuôi tam giác và một cái nhánh nó sẽ là đuôi hình half moon. Và thường trong lai tạo á, cái màu vàng là màu khó nhất, nên trong quá trình lai tạo cái màu vàng nó sẽ dễ bị màu xanh hay màu đỏ át đi. Nên càng lai tạo chúng ta sẽ thấy là cái màu vàng của cái con Cleopatra nó càng ngày càng hiếm. Nên ngày nay chúng ta rất là ít thấy những cái dòng Cleopatra đặc trưng màu vàng. Và có khi chúng ta thấy được màu vàng thì cái trên cái đuôi của nó bị cái hoa văn Mosaic rồi các bạn. Nó hiếm có thấy nó giống như cái chấm tròn giống như con Cleopatra nữa. Và đồng thời chúng ta sẽ thấy là cái đuôi con Cleopatra về sau này nó lại chuyển qua màu trắng ra. Rồi nó lại có màu hơi cam cam, có hơi màu hồng, có hơi màu vàng. Do đó theo cái chủ quan của mình á, Cleopatra nó là một cái dòng trung gian, nó khởi điểm từ cái con Mosaic mà nó lai tạo với những con khác. Nên cái dòng Cleopatra nó không được chuộng và nó không được thuần. Thực sự những cái dòng Cleopatra nó rất là khó giữ dòng, tại vì nó là cái dòng không thuần. Chính vì vậy á, các bạn phải tuyển lựa rất là nhiều và các bạn cũng bị loại bỏ rất là nhiều. Cũng giống như cái dòng Ivory mà. Khi mình nuôi Ivory cách đây 10 năm rồi, lúc đó cái màu Ivory nó, mình nuôi và mình xác định mình thấy nó là đây là cái sự kết hợp lai tạo giữa cái một cái dòng Solid và một cái dòng Mosaic. Thì cái Ivory nó sẽ bị vỡ ra từ Mosaic và nó sẽ có ba cái màu xanh vàng đỏ ở trong cái con Ivory luôn. Bản thân con Mosaic là cái khảm hoa văn nó đã xanh vàng đỏ. Chính vì vậy mình mới nói tới cái con Cleopatra này nó cũng sẽ ảnh hưởng tới ba màu xanh vàng đỏ trong đó, và có những cái hoa văn Mosaic và những cái hoa văn của Ivory, nên nó rất là khó thuần. Và nếu mà các bạn muốn thuần, các bạn phải rất là chịu khó, các bạn dùng những cái con trống thật đẹp và lựa những con mái thật đẹp và chọn lựa. Khi mà nó đẻ ra F1 các bạn chỉ lựa được 10% là giỏi à, theo mình biết nha, theo kinh nghiệm của mình nha. Và sau đó các bạn lựa lại đời F2 nữa, các bạn lựa được cũng chừng 20%, đời F3 nữa các bạn lựa cũng được 30%. Nhưng mà các bạn phải biết lai chéo, còn nếu các bạn không biết lai chéo các bạn sẽ để nó bị trùng huyết, nó thuần dòng lại, nó giống như nó bị trùng huyết, nó sẽ bị đảo gen lại. Do đó phải lựa rất là kỹ và phải lai chéo, thứ nhất là phải lựa và phải thứ hai là phải nuôi 2-3 cặp đá chéo dòng thì mình mới lựa tuyển lựa đẹp và mình giữ thuần dòng được. Các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái tránh trùng huyết thuần dòng đó, thì các bạn hãy mở cái clip lai tạo, cải tạo là gì, rồi bộ cá là gì, trùng huyết là gì. Mình có cái clip đó thì mình nói rất là rõ. Thì cái phần chia sẻ kinh nghiệm của mình ngày hôm nay tới đây là hết. Mình chúc các bạn có những dòng cá đẹp. Các bạn thấy hay hãy nhớ like, bấm đăng ký, ủng hộ kênh của mình. Bye bye, chúc anh em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại ở những clip sau.